Hello mọi người, mình đi chợ mình mua được mớ rau muống. Lâu lắm rồi chợ nó mới bán lại cái rau này á. Rau muống này á, nó già cho nên người ta cắt á, còn có phân nửa cọng rau muống à. Chủ yếu á, phần ở gần trên đọt thôi. Để trong cái bọc á, thấy cọng rau muống nó ngắn, tưởng là rau muống non. Lúc mình mua không chú ý, nhưng mà bây giờ là mình bẻ cọng rau muống á, thấy nó hơi dai và cứng. Sau khi rửa sạch đó, thì mình để cho ráo nước rồi hãy đem đi xào. Mình sẽ xào tỏi ăn cơm chiều. Thì mình luôn luôn xào bằng cái nồi cho nó đừng có văng đồ ăn ra ngoài. Thì trong lúc này mình sẽ luộc hai cái trứng. Đều là trứng gà hết nhưng mà nó có hai màu khác nhau. Rồi tỏi vàng thơm rồi thì mình sẽ cho rau muống vô. Làm rau muống xào nhưng mà có rau muống luộc ở trong cái nồi trứng nữa kìa. Lo xào miết à, nó rớt vô hồi nào cũng không hay luôn, ta nói hay hết biết luôn á. Rồi mình sẽ nêm nếm một chút muối tỏi. Và xào rau thì mình không có để nước mắm, mình thích để nước tương. Và nêm một chút bột nêm gà vô cho cái vị nó vừa ăn á, tại mình xào dạng không có thịt. Rồi chỉ vậy thôi, mình xóc đều lên cho nó thấm gia vị và cho cọng rau muống nó chín đều. Rau muống này mình xào thì mình thích nó còn độ giòn, chứ mà xào kỹ quá thì nó mềm xèo, ăn hết ngon. Ăn mấy cái món rau xào là nhanh gọn lẹ nhất. Rau muống này mùa lạnh nó rất là khan hiếm, lâu lâu chợ nó mới có, mà thường có là cũng rau muống hơi già. Mùa hè rau nó dễ trồng cho nên rau cỏ nó ngon và nhiều nữa. Rồi vậy là cơm chiều có dĩa rau muống, mình có thêm đậu que luộc chấm với nước mắm ớt và ăn với hai cái trứng gà luộc. Nhìn thôi là thấy ngon rồi đó. Thì trứng luộc á, mình thích ăn với tỏi sống cắt nhỏ ra rồi chế nước mắm ngon vô dầm ra ăn. Bây giờ mình ăn trứng dầm nước mắm á, là mình phải luộc chín đều hết ở trong vàng á. Mình không có ăn được trứng lòng đào. Lâu lâu á, mình ăn mấy món đơn giản bình dân vậy nè, rất là ngon miệng và đổi vị nữa. Bữa cơm này là mình ăn ngay cái món tủ của mình luôn á. Trứng nó hơi khô cho nên mình thêm miếng nước mắm nè. Mình thích ăn sệt sệt, có nước để chấm rau. Nhưng mà tại vì cái nước mắm này đậm đặc, nó mặn quá nên không có chế nhiều được. Mình cũng rắc thêm một chút ớt bột Hàn Quốc vô. Có miếng bột ớt vô thấy cũng hấp dẫn. Rau luộc hay rau xào quết cái trứng này ăn không cũng được. Món này ăn thì rất là hao cơm, mà ăn nhiều cơm quá thì nó ú ù ù. Ở bên đây mà có mấy cái món đậm chất Việt Nam này nè, ăn á, mình thấy còn ngon hơn ăn thịt bò nữa. Chứ ăn thịt cá hoài cũng ngán lắm. Mà bên đây á, mình ăn rau á, thì nó mắc hơn ăn thịt đó. Nhất là mấy cái món rau Việt Nam nè, như rau muống, rau lang. Mùa lạnh á, nhiều khi nửa ký là 5-6 đô là bình thường. À, lúc có lúc không nữa, chứ không phải muốn mua là có mua liền. Mình xào áp chảo lửa lớn và xào nhanh, nó bị rám như vậy nè và rất là thơm cái mùi tỏi luôn. Cọng rau muống nó giòn và không có bị ra nước. Với lại mình nên để cho rau muống nó ráo nước rồi hãy xào. Bữa cơm rất là đơn giản nhưng mà ăn thì ngon lắm luôn á mọi người. Rau muống á, tuy nó không được non nhưng mà xào cái này ăn cũng rất là ngon. Trứng thì mặn mặn, ăn với cơm trắng á, là đúng vậy luôn. Thôi video đã dài,
Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video, ủng hộ cho kênh của mình. Và không quên đăng ký cho kênh của mình luôn nha mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.